Trọng kính quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, trọng kính tất cả anh chị em công đoàn tham dự phục vụ đang hiện diện nơi đây, cũng như đang theo dõi qua phương tiện truyền thông của giáo phận. Anh chị em rất thân mến, chiều nay thật là đẹp đẽ và mang ý nghĩa rất sâu xa. Chúng ta họp nhau đây, chúng ta xác tín Chúa hiện diện. Chúa hiện diện với giáo hội, vì ngay khi Chúa nói chỉ 2-3 người họp nhau cầu nguyện thì Thầy ở giữa. Chúng ta họp nhau đây xác tín có một đấng chúng ta yêu mến rất đặc biệt, được trình mẫu rất thánh diễm phúc, nữ vương vô nhiễm nguyên tội, đấng Đức Mẹ núi cúi. Mẹ đang nhìn đến chúng ta, nghe những lời chúng ta hiệp thông cùng với giáo hội, reo mừng như Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì bao nhiêu ân huệ kỳ diệu Chúa làm cho chúng ta trong Đức Giêsu, trong đấng là Thánh Tử chí ái của Người, và đặc biệt những gì Thiên Chúa đã thực hiện kỳ diệu, độc nhất vô nhị cho mẹ, mẹ rất thánh, mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ giáo hội, mẹ của từng người trong chúng ta. Và lời Chúa chúng ta vừa nghe thật là ý nghĩa. Từ sách Sáng Thế nói đến biến cố buồn, ông bà nguyên tổ sa ngã, và sách Thánh không ngại dùng cái từ nó rất nặng. Khi phạm tội rồi, ông bà rơi vào tình trạng trần truồng, không còn gì, mất hết. Và lời Chúa tiếp tục đưa chúng ta đi tới lời Thánh Sử Luca, mẹ Maria, đấng đầy ân phúc, và lời tiên tri Isaiah đoạn 61. Giáo hội vẫn dùng ca ngợi mẹ. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng cho tôi áo công chính. Như vậy hành trình cứu rỗi chính là từ thân phận con người trần truồng để được mặc tấm áo phần rỗi, tấm áo công chính. Và mẹ Maria chính là đấng mà hành trình ơn cứu rỗi Chúa đã thực hiện. Chúng ta ngước lên mẹ cùng với giáo hội để thấy mẹ là dấu chỉ niềm cậy trông vững vàng và là niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Thưa anh chị em, Chúa Ba Ngôi đã thực hiện hành trình cứu độ bằng tình yêu đầy tràn xúc động. Tình yêu bao giờ cũng nảy sinh vô vàn sáng kiến để tìm người mình yêu về lại tấm tình thuở đầu. Ta yêu bằng mối tình muôn thuở. Chiều nay chúng ta đang sống thời điểm cuối năm phụng vụ lời Chúa. Những ngày này qua Thánh Sử Luca đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu. Anh chị em đã đi dâng lễ và đã từng nghe những lời Thánh Luca tường thuật, và qua đó chúng ta thấy Chúa khóc. Chúng ta nghe được tiếng lòng Chúa. Chúa khóc trên Jerusalem và trên thân phận trần truồng của chúng ta. Thánh Sử Luca đã có ngụ ý khi giản lược lời reo hò trích từ sách tiên tri Giacaria: hãy báo cho nữ tử Sion, này vua ngươi đến cùng ngươi. Và cũng giản lược cử chỉ đoàn dân đông đảo phất cành lá nhộn nhịp tưng bừng tung hô như các thánh sử khác tường thuật. Chúa là vua hòa bình, cưỡi lừa con chứ không phải ngựa chiến. Chúa là vua ngự đến nhân danh Thiên Chúa chứ không phải là vua phục quốc thế trần. Chúa Giêsu là vua, là Thiên Chúa biết khóc, cao cả ngàn trùng mà lại gần gũi mến thương. Những tâm tư xúc động của Chúa hòa vào lời an ủi người mẹ quá làng Na-im: đừng khóc nữa. Trước ngôi mộ an táng La-za-rô, môn đệ Gioan chứng nhân ghi lại Đức Giêsu đã khóc. Đôi dòng lệ Chúa Giêsu khóc hôm nào nối liền nỗi đau của Đức Chúa được tiên tri thời Lưu Đày tường thuật. Trong âm thầm hồn ta chỉ còn biết khóc sự kiêu ngạo của các ngươi, và mắt ta nhỏ lệ vì đàn chiên của ta bị dẫn đi Lưu Đày. Chúa Giêsu khóc trên Jerusalem trước khi vào thành. Trong tâm thức của Thiên Chúa thấy được từ trước thành sẽ bị phá bình địa, và thấy được thành không nhận biết cái hạnh phúc ơn gọi bằng yên và hạnh phúc thời được Thiên Chúa viếng thăm. Chúa Giêsu khóc nhưng không trụ lại trong cảm xúc ủy mị. Chúa đã vào thành, đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem và đền thờ con người, để dân Chúa mở đôi mắt thể lý và tâm linh mà nhận ra những kỳ công được viếng thăm. Trong nỗi sầu buồn thập giá, nỗi hy quạnh nấm mồ, Maria đứng sát bên mộ phía ngoài mà khóc lóc. Bà cúi nhìn vào mộ giữa dòng nước mắt của loài người trần truồng khổ đau trăm bề. Chúa Giêsu phục sinh đã cất tiếng gọi: "Này chị, tại sao chị khóc? Chị tìm ai?" Và còn cất tiếng gọi rõ: "Maria", để mở đôi mắt từng người trong nhân loại, từng người trong chúng ta vào tầm nhìn mới của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu của ân huệ phục sinh. Chiều nay chúng ta hướng về năm phục vụ mới trong đôi mắt đã được mở. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới. Khởi đầu năm mới là mùa vọng. Vọng nghĩa là mong ngóng trông nhìn. Từ thân phận trần truồng mất nghĩa cùng Đức Chúa, chúng ta đặt mình vào nỗi niềm mong ngóng trông nhìn của 10 trinh nữ trong tâm thức thánh kinh về đấng Thiên Chúa hôn phu. Hôn phu tức là người chồng. Thiên Chúa một người chồng. Từ thế kỷ thứ 8, tiên tri Ô-giê là vị tiên tri đầu tiên đã cất tiếng gọi và diễn tả Thiên Chúa hôn phu, Thiên Chúa người chồng của nhân loại, của giáo hội. Bằng những lời say đắm: "Ta sẽ đính hôn ngươi mãi mãi bằng công chính, nhân nghĩa, xót thương." Một cuộc hôn nhân mới mà chính Đức Chúa sẽ đặt tiền treo, đặt sính lễ. Đó là công chính, nhân nghĩa, xót thương. Và tiên tri Giê-rê-mi-a tiếp lời: "Vì tình ta nhớ lại tiết nghĩa thiếu thời của ngươi, mối tình vào buổi đính hôn." Thưa anh chị em, mối tình Thiên Chúa hôn phu và Israel và nhân loại chúng ta nó chẳng êm ả. Trải ra trong lịch sử, mối tình Đức Chúa Israel trước những phản bội, Đức Chúa vẫn trung thành. Vào thế kỷ thứ 6, tiên tri Isaiah công bố ơn tha thứ: "Vì đấng kết duyên với ngươi là đấng tác thành ngươi, đấng chuộc lấy ngươi. Vì ngươi cũng như thân gái bỏ rơi, lòng dạ bời bời khi người gọi ngươi. Nhưng nào ai nỡ rẫy từ người vợ cưới lúc thanh xuân. Ta sẽ thâu họp ngươi lại bởi lòng thương xót bao la." Và Chúa lại làm lại cuộc hôn nhân này như trai tài sánh duyên thục nữ. Đấng xây dựng ngươi sẽ cùng ngươi kết nghĩa giao duyên. Thưa anh chị em, cách diễn tả sâu nhất về mối tình Thiên Chúa với nhân loại, với giáo hội, với chúng ta, đó là mối tình hôn nhân. Sách Diệu Ca là bài thơ hát reo hôn ước thần linh, diễn tả niềm hạnh phúc ban đầu của đôi uyên ương. Chàng đến bất ngờ giữa đêm khuya, làm sáng lên giáo huấn của Chúa Giêsu khi kể dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể. Hôn phu đến, hãy là những trinh nữ khôn ngoan sẵn sàng mở cửa ngay đón chàng. Tình yêu không chịu nổi sự trễ tràng về phía chúng ta. Chiều nay thưa anh chị em, chúng ta về đây để tìm hơi ấm mẫu tử của mẹ vô nhiễm núi cúi, và tìm ơn trợ lực để sống thời gian năm phục vụ mới với định hướng giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Mẹ là đấng đầy ân phúc. Đối lại với Adam Eva, mất hết mọi sự, Mẹ là đấng mang tấm áo phần rỗi, mang áo công chính. Mẹ là tòa đấng khôn ngoan, là chi thể tuyệt hảo của giáo hội. Mẹ là đấng cưu mang con Thiên Chúa nhập thể trong lòng tin Fiat và trong dạ khiết trinh thánh thiện. Mẹ là dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Xin mẹ đấng vô nhiễm nguyên tội, nữ vương núi cúi trợ lực cho chúng con lớn lên như lời thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô, lớn lên tới tầm vóc thành toàn viên mãn trong Chúa Kitô, trong ánh sáng của ngôi lời và trong hồn sống thánh thần của các nhiệm tích, mà đỉnh cao là nhiệm tích thánh thể. Thánh giáo hoàng Phaolô đệ lục di chúc niềm xác tín rằng giữa dòng đồi nổi trôi qua đi này, giáo hội bao bọc tôi, giáo hội bao bọc chúng ta, giáo hội khai sinh tôi vào mối tình Thiên Chúa, giúp tôi lớn lên trong ân sủng, chữa lành tôi khi tôi vấp ngã, đưa tôi lên đường sứ vụ loan truyền những kỳ công mình đang sống cho muôn dân bằng lời Chúa và các nhiệm tích. Đây là dòng nhựa sống từ Thiên Chúa thân nho truyền ra các tín hữu nhánh nho. Lời Chúa là ánh sáng soi tỏ và làm nên bản chất của nhiệm tích. Này là mình Thầy, này là chén máu Thầy. Và nhiệm tích cử hành lời Chúa truyền dạy: các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thánh tẩy họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giáo hội hiệp hành, giáo phận Xuân Lộc chúng ta hiệp hành nhờ lời Chúa và thánh thể. Lời Chúa là thế nào? Thánh Công đồng dạy rằng tất cả khởi đầu từ Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan. Quả thật như vậy, từ khi chúng ta chưa biết người, Thiên Chúa đấng đã khởi đầu. Khởi đầu từ Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan tự ý tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý người. Với tình yêu chan chứa, Thiên Chúa tuyệt đối vô hình ngỏ lời với loài người như với bạn hữu. Thiên Chúa yêu thương ta trước khi ta hiện hữu, đi bước trước làm nên cuộc đối thoại. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Giáo hội phát triển làm một với sự tăng trưởng của lời cứu độ. Dù người đời giam tù xiềng xích các chứng nhân, nhưng không thể xiềng xích lời tin mừng. Tin mừng bác nhịp cầu từ bờ bên này của thân phận người bụi tro trần truồng sang bờ bên kia của thân phận người được phục sinh, được choàng áo công chính, áo phần rỗi. Toàn thể giáo hội khát khao tin mừng được mặc khải trong lời Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha trước giờ Người cử hành lễ vượt qua: con muốn là con ở đâu, chúng cũng ở đó với con. Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông qua các tiên tri, nhưng đến thời sau hết là những ngày này, thời của chúng ta đây, Thiên Chúa phán dạy bằng Thánh Tử, bằng Chúa Con. Chúa Giêsu Kitô là đỉnh cao, là lời. Ngôi lời từ khởi nguyên đã có lời, lời ở nơi Thiên Chúa, lời hướng về Thiên Chúa và lời là Thiên Chúa. Nhờ lời mà muôn vật được tạo thành, nhờ lời, lời là ánh sáng và ánh sáng đem lại sự sống cho nhân loại. Chúa Giêsu lời làm nên tròn đầy ý nghĩa của những lời Đức Chúa trong Cựu Ước, và Chúa Giêsu là lời làm nên giao ước mới, tân ước mở ra tương lai cho tất cả chúng ta. Còn các nhiệm tích là gì? Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Augustino nhận thức rằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn Đức Kitô ngủ trên thập giá là nguồn nhiệm tích thánh tẩy, thánh thể và giáo hội. Ngày lễ Ngũ Tuần, nhờ việc tuân ban Chúa Thánh Thần, giáo hội được biểu lộ cho trần gian. Hồng ân của Thánh Thần khai mở một thời đại mới trong việc phân phát các mầu nhiệm. Đức Kitô nhờ phụng vụ từ nay sống và hành động trong và với giáo hội một cách mới. Người hành động qua các bí tích là hoa trái của mầu nhiệm vượt qua của Người. và các tông đồ với hơi thở thánh thần đã nhận, thổi hồn sống vào những người đón nhận tin mừng, đưa họ thông hiệp với cuộc đời, giáo huấn, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Vậy nên thưa anh chị em, là tín hữu, hạnh phúc của chúng ta là sống lời và đón lấy các bi tích. Một tín hữu mà lơ là với lời Thiên Chúa mà lại không đón nhận các bi tích, dù đã đón nhận bi tích thánh tẩy, thì vẫn chỉ là một tín hữu hời hợt bên ngoài, chưa ăn vào được với sự sống của Thiên Chúa. Lời Chúa và các nhiệm tích là nguồn đem sự sống, rót sự sống Thiên Chúa vào cuộc đời, làm nên đời sống nội tâm của mỗi chúng ta. Và chúng ta nhìn các thánh từ ban đầu, các thánh tông đồ, chúng ta nhìn truyền thống các thánh trong hơn 20 thế kỷ qua, đặc biệt với Việt Nam, chúng ta nhìn nơi các thánh tử đạo, các ngài sống lời, thấm nhuần lời Thiên Chúa, và các ngài sống ơn các bí tích đã lãnh nhận để có sức mạnh để làm chứng cho Chúa. Và thưa anh chị em, đỉnh cao của các bí tích đó là bí tích thánh thể. Các nhiệm tích hợp thành một cấu trúc, trong đó nhiệm tích có hiệu quả, mỗi nhiệm tích đều có hiệu quả sinh động và đặc thù. Trong cấu trúc này, nhiệm tích thánh thể giữ một địa vị độc đáo, vì như giáo lý Hội Thánh dạy, nhiệm tích của các nhiệm tích là nhiệm tích thánh thể. Tất cả các nhiệm tích khác đều quy hướng về nhiệm tích thánh thể như là về cùng đích. Và Công đồng dạy rằng phép thánh thể chí thánh chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Chúa Kitô chiên vượt qua của chúng ta. Bí tích thánh thể là hy tế. Chúa Giêsu thực hiện giao ước mới vĩnh cửu kiện toàn giao ước xưa tại Sinai. Trên tấm bánh và chén rượu nho, Chúa Giêsu không giải thích nhưng truyền biến đổi nên mình và máu người. Tự hiến làm lương thực, ban sự sống đời đời. Hằng ngày khi anh chị em tham dự thánh lễ, đón nhận lời Chúa và thánh thể, anh chị em đang thông dự vào sự sống đích thật, sự sống không bao giờ chấm dứt, sự sống hướng chúng ta về sự sống nơi cõi phúc, nơi nhà Chúa Cha, nơi mà hôm nay chúng ta uống máu thánh và ăn mình thánh Chúa đây, Chúa đã thiết lập. Chúng ta hòa với tâm tư của Chúa Giêsu, Thầy chờ đợi để cùng với các con uống rượu mới trong nước của Chúa Cha. Anh chị em rất thân mến, chiều nay chúng ta đang sốt sắng cử hành thánh lễ được nuôi sống bằng lời Chúa và thánh thể. Đây là kinh nghiệm khởi đầu sống định hướng mục vụ năm nay, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và thánh thể. Nào anh chị em hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy, nào chúng ta đi vào lời Chúa và thánh thể, các nhiệm tích. Amen. Chúng ta dành một chút thinh lặng để xin cho sứ điệp lời Chúa thấm nhập tâm tư cuộc đời của chúng ta.